Trước tiên ta cùng làm quen với Excel. Ở giữa và chiếm phần lớn giao diện của Excel là khu vực bảng tính, worksheet area. Khu vực bảng tính sẽ chính là nơi chứa dữ liệu của bạn. Khi tạo file mới sẽ có sẵn 3 bảng tính với tên sheet 123 như bạn đang thấy. Microsoft cũng có thuật ngữ riêng cho file Excel gọi là sổ tính hay workbook. Quan sát một bảng tính, bạn sẽ thấy nó được bao gồm bởi nhiều hàng và cột. Các hàng gọi là row được đánh số và các cột gọi là column được đánh chữ. Từ hàng và cột ta có các ô, một ô được xác định bởi vị trí của nó ở trên hàng và cột tương ứng, ví dụ như ô D5 nằm ở cột D và hàng 5. Ta cũng có khái niệm khoảng range là nhiều ô liền nhau, ví dụ khoảng C2 F8 là hình chữ nhật với hai góc đối diện ở ô C2 và ô F8. Khi thao tác để chọn một ô, bạn chỉ cần kích chuột vào ô đó. Để chọn hàng hay cột, bạn cần kích chuột vào tiêu đề hàng hay cột đó. Để chọn một khoảng, bạn kích chuột vào một góc, giữ và kéo đến vị trí góc đối diện. Nếu phải chọn nhiều đối tượng liền nhau, bạn có thể giữ phím Shift và chọn hai đối tượng ngoài cùng, ví dụ để chọn các cột từ B đến cột G. Tôi kích vào cột B, giữ Shift và kích G. Tương tự, bạn có thể chọn nhiều hàng liên tiếp. Ta cũng có thể chọn khoảng theo cách này, kích chuột vào một góc, giữ Shift và kích chuột ở góc còn lại. Trường hợp các đối tượng cần chọn không liền nhau, bạn dùng phím Ctrl và chọn lần lượt. Ví dụ tôi chọn nhiều cột không liền nhau hoặc nhiều hàng không liền nhau hay nhiều khoảng không liền nhau.